Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Đưa Hải Phòng ạ. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì em cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em để không bỏ lỡ qua video nào bên em. Kênh YouTube Thọ Đưa Hải Phòng ạ, số điện thoại 0937481666. Xin cảm ơn tất cả anh em. Vâng, hôm nay em lại sưu tầm được một vài các số loa, loa bát, loa chung. Hàng Đài Loan có, hàng Anh có và hàng của Nhật có luôn ạ, cũng có một đôi của Mỹ. Và số lượng bây giờ hàng nó cũng không có nhiều đấy, nên các bác nào mà có nhu cầu thì inbox cho em sớm mọi người nhá. Vâng ạ. Đôi số 1 là đôi bát 17,5 loa JBL các bác nhá. Loa JBL sản xuất tại Pháp. Đây ạ. Loa JBL hàng của Mỹ sản xuất tại Pháp. Made in France mọi người nhá. Made in France có nghĩa là của Pháp. Loa đã thay gân cho các bác rồi. Loa đã thay gân cho các bác rồi, và các bác chỉ chơi đây. Các bác không phải lo nghĩ gân nữa. Ok cho các bác. Đấy. Bắt 17,5. Con này mà hát cao, cao kê mà làm lời thì tuyệt vời mà trời luôn. Giá của em nó là 1.200.000 đồng, bao ship tận nơi cho anh em luôn. Mà số 1 có nhá. Mà số 1 đây, củ 5.2 tầng, củ 5.2 tầng, loa của Mỹ sản xuất ở Pháp. Ok. Đôi loa thứ 2 là đôi loa chung của Anh, Wefferden. Wefferden màng carbon, màng sắc rắn cực đẹp. Đấy các bác nhá. Đấy. Những con nào mà gân nó yếu em thay hết cho các bác rồi, các bác vì được chơi thôi. Wefferden. Mã của nó là 11 13 133. Hàng của England xịn các bác nhá. Wefferden. Con này mà làm lo chung thì tiếng nó sạch sẽ hay lắm các bác ơi. Hát lời cực hay, củ rất là đẹp. Đấy nhá. Giá của nó là 900.000 nghìn bao ship tận nơi. Đấy. Ở đây hôm nay có sự góp mặt của hai đôi loa, một đôi loa chung, một đôi loa bát. Đấy, của Phidex. Phidex các bác nhá. Phidex. Hàng của Đài Loan. Hàng của Đài Loan sản xuất tại, sản xuất cho thị trường của USA. Đấy, sản xuất cho thị trường USA. Và đôi này là loa chung của nó, chung 15,5 cm các bác nhá. Còn này chung Phidex. Hàng của Đài Loan sản xuất cho thị trường của Mỹ. 15,5. Đấy, giá của nó là 700k các bác nhá. Và đôi loa của nó, bát của nó là bát 19. Các bác nhìn đẹp lung linh như các bác luôn. Bát 19 Đài Loan sản xuất cho USA, đầy đủ tem mát đằng sau, còn nguyên CG cho các bác luôn. Đấy, USA Phidex Audio USA này, các bác nhìn chưa? Đấy, còn nguyên nhá, còn nguyên băng dính em chưa, băng cao mình chưa khui ra luôn đấy. Đấy, USA. Giá của nó là, đôi này là bát 19, giá của nó là 900k. Đấy, đôi này nó có đủ củ cả chung cả bát luôn. À, còn thiếu cái chép nó vào, là chép đôm nó vào là tuyệt vời mà trời đấy. Đóng loa nghe nhạc thì tuyệt vời không luôn. Mã số của nó là mã số 04. Mã số 04, ok cho anh em. Ok. Hai đôi loa chung Anh Wefferden. Đây ạ. Đã thay gân cho các bác rồi. Củ to vật vã luôn, củ to bằng gần mặt luôn ạ. Bắt 11 thì củ phải nói đấy, củ 9, củ 8, củ 9. To vật vã luôn các bác nhá. Đấy, Wefferden của Anh. Và rất nhiều bác hỏi là giá cả của nó thì em trả lời các bác là riêng hàng châu Âu, hàng đã là có tên tuổi thì thường thường giá nó cũng sẽ cao, chứ không có chuyện là nó sẽ rẻ như cái những loa Trung Quốc. Trông miệng thì rất là to nhưng mà chưa chắc chất lượng sẽ tốt bằng những dòng này đâu. Kể cả có thể miệng to hơn rất nhiều nhưng cái củ nó rất quan trọng các bác. Đấy, củ nó rất quan trọng, tiếng nó sạch sẽ, nó hay. Đôi này thì có 700.000 một đôi thôi các bác nhá. Em có hai đôi, chung của nó chung 11 mã số 05. Chung 11 mã số 05. Có nhá. Chung 11 mã số 05. Wefferden của Anh. Ok cho anh em. Đấy. Ok. Và đây có một đôi loa của Anh. Đấy, bát 13 nhưng củ to gần bằng mặt. Giá của nó 1 triệu, mã số 06. Đấy, đôi này tháo từ đôi loa bookshelf ra. Tháo bookshelf ra. Wefferden. Đấy, gần có những con mà nó yếu em thay hết cho các bác rồi. Chỉ là về chơi thôi. Đấy các bác nhá. Giá 1 triệu, mã số 06. Ok cho anh em. Và có một đôi loa bookshelf của Hàn Quốc. Đôi loa bookshelf của Hàn Quốc. Con nhìn cái củ nó vật vã chứ ạ. Bookshelf của Hàn Quốc tháo ở cái đôi loa bookshelf ra nhưng không biết tên, bởi rất nhiều bác của em biết tên nó là tên gì nhưng lắm mình không phải là người tháo đâu mình biết ạ. Chỉ mua ở cái lô hàng của nó thì nó báo cho mình ở cái list hàng ấy. Thì mình biết thế thôi, chứ còn có những con mình không thể biết được hết được ấy. Đấy. Đôi khi lời cao được thấp mình cũng không biết rõ được cơ. Đấy, bát 14,5 con này thì nó siêu khủng rồi các bác ạ. Khủng luôn. Bao nhìn cái củ nó dã man luôn, của Hàn Quốc. Còn này 800k các bác nhá. 800k bao ship tận nơi cho anh em luôn. Đấy.
mã số 07 nấm bát bút xeo Hàn Quốc bát 14.5, bát cực hay luôn, tiếng hay. Loa Foster của Nhật nhá, tháo thùng Foster ra, bát thì bán rồi còn chung thôi. Foster của Nhật, con này bát của nó là đường kính là 17.5, nó lo chung nhá bạn, con này nó lo chung, lo chung 17.5, lo chung Foster của Nhật. Con này 900k có nhá, 900k, mã số 08, mã số 08 có nhá, Foster của Nhật. Và đây có một cái loa cổ của Mỹ, bát 21.5 21. Xin lỗi các bác, là bác nào mà không biết gì về nó dòng loa này thì em cũng thật sự là cũng không biết giải thích như nào, nhưng các bác đừng nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn này, các bác chê nó các bác nhá. Có những đôi loa cổ mà giá nó rất là cao các bác nhá, rất là đắt. Đây, nó còn nguyên vẽ ốc vít từ bên kia về cơ. Đấy, cái lít hàng nó báo lên như này. Đấy, loa của Mỹ. Đấy. Và trông cái màng trông rất là cảm giác là xấu xấu như cũ cũ, nhưng mà nó này rất giá trị các bác nhá. Rất giá trị. Đấy. Đôi này thì là 1.5 triệu dành cho bác nào hiểu thôi. Còn bác nào không hiểu thì nhìn này, các bác nhìn thấy trông nó buồn cười lắm. Nhưng mà em cũng lắm lúc em cũng không ngờ đấy. Là những cái loa mà nó cổ cổ này là giá trị như thế. Đôi này là 1.5 triệu thôi nhá. Đấy. Và đôi loa số 10 là một đôi loa Peeler Bass 26, loa của Nhật Bản các bác nhá. Loa của Nhật Bản. Loa của Nhật Bản đây. Nhưng mà đã thay màng rồi. Loa của Nhật Bản Peeler. Củ vàng ống đẹp luôn. Đấy. Con này hát cao kê cũng được. Nói chung mà con này cho mà hát cao kê cũng được, côn con này cũng là côn hát cao kê được. Màng đã thay rồi. Con này con tình trạng như nào sẽ báo cho các bác luôn. Đấy nhưng mà nhá. Giá đôi này là 950k bao ship. 326 có thể lắp được 325 luôn. Lắp được 325 luôn, nhưng chất lượng của những dòng Nhật này tính sẽ sạch sẽ, đảm bảo cho các bác được điều như vậy. Ok. Vâng. Nếu bác nào có nhu cầu mua bất cứ sản phẩm gì, mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp số điện thoại 0937481666 hoặc Zalo số này luôn. Thì nhà em chuyên mua những hàng châu Âu, Nhật, mua các công về cho các bác nhé. Tháo loa, tháo thùng loa các công ra, chứ không phải là mua loa phế liệu đâu các bác yên tâm. Từng lít hàng của nó mà các bác nhé, từng lít hàng của nó các bác, rất nhiều các lít hàng mà em về cập nhật liên tục cho các bác luôn. Và sẽ dọn dẹp sạch sẽ, thay gân thay kiếc đẹp cho các bác. Các bác chỉ vào chơi thôi, còn tình trạng loa như nào em sẽ báo trực tiếp cho các bác luôn, thì các bác không phải lo. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé.